Tới cuối tháng 2 á, thì sư đi Ấn Độ. Mà nói thiệt là sư đi cho sư chứ không phải sư đi cho quý vị nữa. Tại vì cái lòng của sư, bất kỳ một vị tu sĩ nào thì đều muốn được đến Tứ Thánh Tích, ai cũng muốn đi hết. Sư đi thì do cái điều kiện sức khỏe của sư, cho nên sư rất là chán những dịch vụ du lịch, những cái tour du lịch. Tại sư đi một lần là sư tẩn tới già. Tức là họ đi cho lẹ, đi kéo cho đủ điểm, rồi đi tới mình chưa kịp cái gì hết trơn là cứ hối 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 lên xe. Thì cái trải nghiệm phải nó rất là tệ. Đó là chưa kể là họ cố họ nhồi nhét cho mình vô những tụ điểm mua sắm. Tại vì mình phải mua nhiều thì họ nó mới giảm được tiền vé. Cho nên là chúng ta thấy vé của các tour ở ngoài nó bán rất là rẻ, nó là như vậy đó. Tại vì mình không trả tiền vé thì mình trả tiền mình mua đồ cũng vậy à. Đó là chưa kể là nhiều vấn đề khác nữa. Rồi đi thì đông, rồi nhồi nhét, rồi các thứ. Nói chung là không có thoải mái. Đặc biệt sư là tu sĩ thì ăn phải ăn trước giờ mặt trời đứng bóng. Mà đi đoàn cái kiểu đó nó đâu có chịu mình. Thành ra là thôi sư đi, sư book cái tour riêng. Làm sao? Tôi muốn đi những địa điểm này. Bây giờ anh sắp xếp lịch trình riêng cho tôi, custom riêng cho tôi để tôi đi như ý của tôi muốn. Thì đương nhiên là vé nó phải mắc. Đơn giản vậy thôi. Rồi hơn nữa thì khi mà sư đi á, thì sư đi theo cái kiểu trải nghiệm hơn. Có thể mình không đi nhiều địa điểm, nhưng mà mỗi một địa điểm á, thì mình trải nghiệm để mình nhìn thấy hình bóng của những vị tỳ kheo thời xưa, để thấy được hình bóng Thế Tôn, thấy được hình bóng các vị A-la-hán, để ngồi đó và giống như mình nghe lại lúc đó Đức Thế Tôn đã ngồi đó, các vị tỳ kheo, các vị thánh tăng, các ngài đã nghe những bài kinh nào, và cái cảm xúc của chúng ta sư tin là nó sẽ hay hơn rất là nhiều do mình tự chủ được chuyến đi hơn là cái chuyện mình cứ bị hối thúc. Cho nên là đi đợt này là sư đi riêng. Thì đương nhiên là nhưng mà đi riêng một mình sư thì cái tiền nó sẽ rất là cao, cho nên là tôi cũng ráng kéo theo một ít Phật tử, ai có điều kiện thì đi đi chung với sư, thì mình đi nó được nhiều. 20 người thì giá vé nó khác, mà 40 người giá vé nó khác, nó cũng giảm khá khá. Cho nên là nếu như mà quý vị nhắm cái khả năng thì đi chung với sư chuyến này, đáng lẽ ra là tám tay này là đi nè, nhưng mà nó bị trục trặc cho nên là hoãn lại cho tới cuối tháng 2, tức là qua qua rằm tháng giêng á, qua rằm tháng giêng thì mới đi. Thì do hoãn nhưng mà cái giá vé thì mình cũng ước chừng á, thì cứ bỏ túi khoảng chừng 40 đến 45 triệu là đi được. Đương nhiên là mình so sánh thôi. Giữa cái chuyện mà book tour ở ngoài đương nhiên giá nó rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà như sư nói đó, cho nên là thôi mình đi đi riêng vậy, ngó vậy mà có thể là nó thoải mái. Thì nếu mà quý vị muốn đi chung thì có thể đăng ký. Từ giờ tới đó chúng ta còn thời gian khá dài, sư sẽ đóng danh sách trước 1 tháng để bắt đầu là chuẩn bị thủ tục hồ sơ.